Hiện nay thì người dân đã có thể dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để thực hiện các giao dịch tại ATM của Vietcombank. Với việc ứng dụng giải pháp xác thực MOC để đọc và xác thực dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip với dữ liệu thông tin của khách hàng tại ngân hàng, khách hàng có thể rút tiền mặt từ thẻ ATM tại điểm giao dịch ATM của Vietcombank bằng chính tấm thẻ căn cước công dân gắn chip mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng vật lý. Tính năng rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip được tự động tích hợp khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ. Khách hàng không cần đăng ký sử dụng dịch vụ này với ngân hàng. Hiện Vietcombank triển khai thí điểm giao dịch bằng các ứng dụng căn cước công dân gắn chip tại 198 Trần Quang Khải và 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.